Rồi, chào anh em nha. Hôm nay mình LS Mã Lai Hồng 26 tiếp tục về hàng lại nha anh em. Hôm nay mình mới về hàng lại nha. Bình LS 26, bình là Mã Lai nha. Bình này hôm nay mình có giá bán là 350 bình nha anh em, cho cái bình LS Mã Lai. Bình này nói chung là hàng ngon, bổ rẻ, khuôn mẫu đẹp. Và bình này là có power jet ở ra cuối luôn nè anh em. Anh em thấy không, có power jet ở ra cuối luôn. Là bình này là bình LS Hồng 26 Mã Lai, hàng ngon bổ rẻ. Thì cái bình này mình bán có giá là 350.000 một bình và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ mình qua số điện thoại là 0933996332. Bình này nói chung là nó cũng rất là dễ canh chỉnh, anh em sử dụng rất là nhiều và giá cả rất là ok. 350 bình và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em. Bét xăng chính của nó và bét phụ thì nó xài giống y chang những cái bình bông mai vàng. Thì anh em mua về dễ dàng canh chỉnh, là cũng như dễ dàng mua dít lơ này kia trên thị trường. Ở tiệm mình xăng nào cũng có ha. Rồi, mình đã có hàng lại. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ mình nha. 0933996332. Bình xăng con LS Mã Lai giá 350.000 một bình. Bình xăng thôi nha anh em. Ngoài ra có anh em muốn có nhu cầu mua cổ, có xăng, cổ bộ e thì liên hệ mình sau ha, mình sẽ báo giá thêm những đó. Còn bình xăng là chỉ bình xăng thôi. Anh em còn cái chuyện mà anh em về lên xe ngọt hay không, nó nằm ở người thợ, người ta quyết định, người ta canh chỉnh cái bếp chính để nó phù hợp với cái cấu hình máy của anh em.